Hello anh em, xin chào tất cả anh em đến với kênh Trung Academy của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ quay một clip hướng dẫn cho anh em cách chúng ta nuôi con Academy sinh khối khi mà chúng ta có con giống nha. Đây là cái hũ con Academy sinh khối của mình là sai trưởng thành đang ôm bầu bì. Đó. Anh em nhìn phê không? Thì thường thường chúng ta sẽ là ấp con Academy sinh khối. Ấp trứng con Artemia xuống chúng ta thả vào hồ chúng ta nuôi nuôi trưởng thành rồi chúng ta có cá ăn. Đó là cách mình hướng dẫn nhiều clip trước đó. Còn clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta khi mà chúng ta có con Artemia nó sai bầu bì trưởng thành chúng ta nuôi để cho nó đẻ trứng hoặc đẻ con rồi chúng ta bắt tiếp tục cho ta nuôi để cho nó trưởng thành và sinh khối luôn ha, tạo số lượng nhiều đó. Thì đây cái cách thứ hai này, này mình nghĩ là tương đối dành cho những bạn mới tập chơi á, rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, tại vì con Artemia trưởng thành nó rất là khỏe luôn, dễ nuôi nữa. Rồi, để mà chuẩn bị cho nuôi con Artemia sinh khối tiếp tục sinh đẻ trứng hoặc đẻ con đó, thì chúng ta cần chuẩn bị những gì? Anh em chuẩn bị cho mình một cái hồ nước. Nếu anh em nuôi thì tỷ lệ muối thì anh em biết rồi ha, 20 lít nước trên 1 kg muối thì thường thường con Artemia sẽ đẻ con rất là nhiều. Còn nếu anh em muốn đẻ trứng thì anh em có thể pha mạnh hơn, khoảng một tầm 1,5 kg, 1,6 kg thì lúc đó thì con Artemia sẽ đẻ trứng rất là nhiều. Đó, càng mạnh thì nó đẻ trứng và tỷ lệ muối thì khoảng tầm 20 lít nước thì nó sẽ đẻ con. Đó. Đó. Thì cái hồ này thì mình đã set up được khoảng tầm 5 ngày rồi anh em. Mình đã sụp oxy và thả muối vào rồi, được 5 ngày rồi. Đó. Là mình đã xử lý hồ cũng lâu rồi ha. Rồi. Và trong cái hồ này mình cũng đã là thử một ít con Artemia của mình thả vào hồ để cho coi nó độ sốc nước hoặc là nó sống sót như thế nào. Thì 2 hôm trước mình thả vào, bây giờ anh em nó bơi và sống rất là khỏe luôn. Đó, sống rất là khỏe luôn ha. Đó, thì mình thấy là rất ổn, cho nên là mình chuẩn bị là một ít con giống mình thả tiếp tục để mình nuôi sinh khối tiếp. Để cho nó sinh sản rất là nhiều rồi mình nuôi luôn. Thì về cái công thức nó rất là dễ thôi anh em, thì cũng như là nhiều clip trước mình hướng dẫn thôi. Đây ví dụ như mình có một cái hồ Artemia này. Hồ này lúc trước nó có vài lác đác vài cặp thôi. Đó, rồi nó đẻ ra anh em thì bắt mình nuôi luôn, luôn thì mình nuôi luôn và nó bây giờ nó dày hồ luôn, dày cái thùng kem này luôn, thùng kem 7 lít của mình á. Dày thùng kem này luôn ha. Đó, và bây giờ những con này bắt đầu tiếp tục nó chuẩn bị sinh sản này. Và mình nuôi cũng rất là nhiều hồ luôn. Anh em theo những hồ này thì mình mới chia sẻ và thanh lý lại cho những anh em nuôi cá mua về cho cá ăn rất là nhiều rồi. Rồi quay lại cái hồ này thì anh em thấy nè, hiện tại thì anh em cứ thả bỏ oxy nhỏ nhỏ vậy thôi ha. Rồi anh em bắt đầu cho con Artemia giống vào thôi là được. Đó. Để em lấy con Artemia giống anh em đây, để em cho những anh nhìn lại này, bao phê luôn nha anh em. Hầu như là toàn bộ đang ôm trứng và size rất là to. Đó. Anh em thấy nhìn ôm trứng rất nhiều ha. Rồi bắt đầu giờ mình ngâm trong hồ khoảng tầm 15-20 phút nha anh em ha, để cho nó không bị sốc nước á. Thì thường thường nó cũng như là cá mình thôi, cá mình để vào hồ. Thường thường anh em sẽ nuôi con Artemia này thì khi mà anh em thả vào hồ á thì nó sẽ là bơi lúc lạ nước á, nó sẽ bơi tụ lại đó, sau khoảng một thời gian thì nó sẽ là đầu là tìm thức ăn và này kia ha. Rồi anh em đợi chút xíu là mình quay lại nha em xem ha. Rồi sau khoảng 15 phút anh em mình bắt đầu mình thả con Artemia giống cho anh em xem này. Đây rồi bắt đầu mình thả con giống cho anh em xem. Đó. Size rất là to ha. Rồi anh em thấy không? Bây giờ là những con Artemia nó đang đang bơi một cách là nghĩa là sốc nước, sợ nước tương nước mới đó anh em. Nó bơi lên kiểu là giống như là nó sẽ tụ lại một chỗ. Tại vì mình đã nuôi nhiều mình biết.
và mình nuôi những con sinh khối mình không cần giống, mình biết biết là nó sẽ tụ lại một chỗ, và sau đó là sau khoảng tầm 1 đến 2 ngày bắt đầu sẽ sống khỏe rồi. Thì anh em thả vậy thì ngày đầu tiên anh em không cho ăn ha, để cho con Akatamin thích nghi với cái môi trường trước đã. Đó, anh em không cho ăn. Rồi ngày hôm sau thì chúng ta bắt đầu là có thể là cho ăn một ít cám tăm bôi pha với tảo. Đó. Thì clip sau, clip ngày thứ hai thứ ba cho đi, mình sẽ quay lại cho anh xem là lúc đầy con Akatamin sẽ là sinh sản nó đẻ như thế nào ha. Anh em ha. Thì sau 3 ngày anh em, thì tình hình sau 3 ngày mình cập nhật cho anh em xem là cái hồ của mình á, con Akatamin rất là khỏe. Hiện tại thì nước trong mình chưa cho ăn ha, thì hôm qua hôm kia chìm cho ăn thì nước bây giờ nó trong lại rồi, và phân cặn thì bây giờ nó cũng là gom lại một một chỗ rồi, bắt đầu gom lại một chỗ, và có xuất hiện rất là nhiều con Artemia con. Đây để anh em thấy không, li ti này rất là nhiều, thấy đó, anh em thấy không, rất là nhiều luôn, ở bên này rất là nhiều luôn, có thể là nó nhỏ quá anh em không thấy rõ đâu, anh em có thấy rõ không, hoặc là để mình múc lên một trong cái hũ cho anh em xem ha, mình sẽ múc lên trong cái hũ cho anh em xem đây, mình múc một hũ đại thôi cũng được, anh em xem cho anh em xem kết quả ha. Đây anh em thấy không, có rất là nhiều luôn đó, con bê con này nó bơi này rất nhiều luôn đây, rất là nhiều ha. Rồi thì ở đây mình nói luôn ha, thì sau một khoảng thời gian nó con Artemia nên em biết à, vòng đời nó khoảng tầm 60 ngày thôi, và nó sinh sản khoảng tầm khoảng là 4 đến 5 lần, một lần nó cách nhau khoảng 5 đến 6 ngày gì đó đó, và những con lớn thì cũng có nhiều con nó già quá nó chết nè, nó đi á. Thì đây anh em thấy nè, đó lung lẳng ở đây này, nó yếu này, những con này rất là già rồi, nó bung hết luôn rồi. Thì sau mình nghĩ sau cái khoảng thời gian mà từ ngày 15 trở đi thì anh em có thể là vớt cho cá ăn bớt một phần, còn những con lớn đi, còn con ta nuôi là con nhỏ ha. Đây rất nhiều con luôn nha anh em, rất nhiều luôn, mình thấy rất là nhiều luôn đó, nên thấy không, rất nhiều luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ là cho nó ăn nha anh em. Đây, cách anh ăn thế nào thì để mình quay clip cho anh em xem luôn. Để mình đổ lại cái này vô trong hồ đã. Ha. Anh em thấy rõ không? Rất là nhiều luôn, đó. Tính ra anh em nuôi khoảng tầm một ít con giống thôi, không cần nhiều. Nó đẻ ra rất nhiều luôn nè. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta nuôi lên thôi. Rồi, bây giờ mình cho nó ăn ha. Rồi bây giờ mình sẽ là rây cám tomboy với một ít tảo bột ha. Thì ở đây mình có là khoảng tầm 4 5 hồ Artemia lận, cho nên là mình cho khoảng 2 3 muỗng cám tomboy. Còn các bạn thì cái hồ mà mình nuôi riêng một hồ thì mình cho ít thôi nha anh em, cho ít thôi không cần nhiều. Có thể là khoảng tầm nửa muỗng cám tomboy và một chút xíu tảo bột thôi ha. Thì anh em biết cái con Artemia nó chỉ ăn những cái phù du thôi ha. Tất cả như là những là cái vi sinh, nói chung là cái gì nó kiểu lọc nước nè, nó rất ít luôn. Rồi bây giờ chúng ta cứ rây qua theo cái đây dưới mình là một cái hũ nước nha, nước này không phải nước muối, nước 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 bình thường thôi. Ở trong đây anh em rây nhuyễn ra, rồi sau đó là anh em đổ cái coi cái cảnh sát thì anh em đổ đi. Rồi sau khi mà mình rây xong anh em thì còn một ít cảnh nè, mình cũng không cố gắng để mà rây cho nó lọt lọt qua cái vợt này nha. Thì làm như vậy thì nó nong cái lỗ của vợt nano thì sẽ khó, sau này con Artemia cũng sẽ không hấp thu được mấy cặn này đâu nha. Cái này chúng ta nên bỏ đi đó. Rồi còn cái nước này thì chúng ta là cho Artemia ăn, thì cái cách cho ăn á thì như mình nhiều clip mình đã cho rồi, mình quay cho anh xem thì bây giờ mình quay cho anh em xem cách mình cho ăn như thế nào nha. Ở đây mình sẽ ra rưới đều, nhưng mà rất đều nhưng với số lượng ít hơn nha anh em. Đây rất đều hồ ha, đó ít thôi, cái phần này thì mình cho những hồ khác.
Đây thì mình đổ một lượng ít thôi này, anh em có thể thêm xem cái hồ ha, thì nước nó cũng không có đến độ là đục này. Hiện tại thì những con lớn cũng trong tại cái hồ này số lượng nó không nhiều, thì những con lớn nó lọc rất là nhanh, ăn rất là nhanh, thì những con nhỏ nó cũng hấp thu được anh em. Thì anh em cái gì cứ chăm, khi nào mà thấy nước trong lại thì anh em chăm thêm ha. Có mình nghĩ thì như vậy, chăm như vậy khoảng tầm chiều tối là anh bắt đầu nước sẽ trong lại à, nên anh em chăm thêm thì để cho nó trong tình trạng là không bị hư nước nhanh nhanh nha. Đó. Rồi thì còn chừng này nếu này thì mình đổi cho những hồ mà những hồ khác ha, làm một gạo đấy nó nhiều nè. Cái còn cái hồ này nữa nè, hồ này thì lúc trước mình nói rồi đó, nó rất ít mà mình nuôi, mà giờ nó số lượng dài dẫn đẻ ra thêm rất là nhiều luôn, có những con đạt thương mi con rất là nhiều luôn đó. Rồi thì mình sẽ làm lại một cái clip riêng vào cái ngày mà khoảng tầm ngày 20 trở lên, 20 21 khoảng tầm 20 ngày trở đi á, để mình quay lại cái hồ này cho anh em xem là nó số lượng nó dài như thế nào nha anh em ha. Thì clip mình này tới đây là hết rồi, thì anh em cứ nuôi theo cách của mình đi, đảm bảo anh em luôn sẽ thành công ha. Rồi chúc, rồi xin chào tất cả các anh em ha.